Thì đánh đi. Tin cái gì cũng biết được. Xin chào, tôi là Dương. Thường bị bạn bè gọi là thằng tự kỷ, vì tôi chả thích đi chơi với ai cả. Tôi chỉ thích ở nhà cày game online thôi. Tôi có đặt gì đâu. Anh có phải là Dương không ạ? Tôi Dương đây. À, hàng của anh đã được thanh toán rồi. Anh vui lòng ký nhận giúp em vậy ạ. Dạ, đây là phụ kiện đi kèm ạ. Em gửi anh. Cảm ơn anh ạ. Cô gái này là ai nhở? Chả có phản ứng gì nhở? Mặt cứ nhắm tịt lại. Này, cô mà không mở mắt ra á, là tôi hôn cô đấy nhá. Không nói gì chắc là đồng ý đúng không? Ô, có phải mình đang nằm mơ không nhở? Không phản ứng gì luôn. Thế có nghĩa là muốn làm gì cũng được à? Để khởi động, vui lòng đeo trang sức cho robot để cấp điện. Robot á? Ô, sao nó vẫn chưa hoạt động nhỉ? Hay là đồ giả? Xem còn gì không nào. À, hóa ra mình đeo thiếu à? Bực mình thế nhở? Sao vẫn chưa cử động? Xin chào chủ nhân. Xin hỏi anh cần em giúp gì không? Hả? Cô đang nói chuyện với tôi à? Cô gọi tôi là chủ nhân á? Vâng thưa chủ nhân. Cô là robot thật á? Vâng thưa chủ nhân. Thế trên người cô là đồ giả à? Bộ xương của em làm bằng carbon dao mộc, nhưng da thịt thì hoàn toàn giống con người. Chủ nhân có hiểu không? Thế hai cái này cũng là thật à? Vâng thưa chủ nhân.
chủ nhân vẫn chưa chọn chế độ cho An. Chế độ á? Là sao? Mời chọn chế độ trang trí, chế độ nghe lời, chế độ giúp việc. Chọn chế độ nghe lời đi. Vâng, thưa chủ nhân. Đã đổi chế độ nghe lời, chủ nhân có muốn dạy bảo gì không? Vậy đưa tôi vào phòng ngủ đi. Vâng, thưa chủ nhân. Chủ nhân có muốn gì nữa không? À không, hết rồi. Thế em đi tắm đây. Tắm á? Chủ nhân định làm gì thế? Tôi đi vệ sinh. Chủ nhân dùng phòng vệ sinh đi, em ra sofa chờ. Mình phải mặc vào mới được, thơm quá. Sao tự nhiên lại cười tôi? Tôi ra lệnh cho cô ngừng cười ngay. Tôi hơi đau đầu, cô xoa bóp cho tôi đi. Chủ nhân đã xoa bóp xong rồi. Tôi đi thay đồ đã. Mặc bộ này thấy buồn cười quá. Chủ nhân có cần em giúp anh thay đồ không? Cô vừa bảo thay đồ cho tôi á? Đi. Đi. Thay quần áo là như vậy à? Robot thay quần áo như vậy mà, mặc một bộ khác lên là bộ ở bên trong sẽ tự rơi ra ngoài. Robot kỳ lạ thật đấy. Còn chế độ nào khác không? Còn chế độ tình yêu, chế độ người lớn và chế độ ban đêm. Mở chế độ tình yêu đi. Chế độ tình yêu đã được kích hoạt. Sao chọn chế độ tình yêu rồi mà vẫn không được hôn? Chế độ tình yêu rất trong sáng, hạn chế một số hành động. Thế phải chọn chế độ gì thì mới được hôn? Chủ nhân phải chọn chế độ người lớn. Vậy chuyển sang chế độ người lớn đi. Vâng, thưa chủ nhân. Chế độ người lớn đã được kích hoạt. Thế bây giờ tôi có thể hôn cô chưa? Vâng, thưa chủ nhân. Cô làm sao đấy? Em đói quá. Robot mà cũng biết ăn á? Ăn là cách để em nạp năng lượng. Thôi được rồi, đợi chút, tôi đi nấu đồ ăn cho nhá.
Thôi chết, cháy rồi. Chủ nhân nấu món gì mà toàn mùi hết thế? À, không có gì. Để anh đi mua đồ ăn cho em nhá. Hứa là ăn xong phải cho anh hôn đấy. Vâng thưa chủ nhân. Này, này, cái này cũng cho em ăn à? Ừ. Này, đến giờ hôn rồi. Đúng rồi, đến giờ ngủ rồi. Chủ nhân có muốn mở chế độ ban đêm không? Chế độ ban đêm à? Chế độ ban đêm có phải là sẽ làm những việc buổi tối hay làm đúng không? Ừ, thế làm luôn đi. Vâng, thưa chủ nhân. Đưa chủ nhân vào giấc ngủ đã hoàn thành. Rõ chán, không hiểu tại sao hôm qua gần được hôn rồi mà mình lại lăn ra ngủ được. Này, cô chuyển sang chế độ người lớn đi. Hôm nay nhất định tôi phải hôn được cô. Vâng thưa chủ nhân. Đã xong thưa chủ nhân. Tại sao cô lại đánh tôi tiếp? Xin lỗi chủ nhân, em có chế độ phòng vệ. Khi cảm thấy nguy hiểm sẽ tự động bật lên. Tôi là chủ nhân của cô cơ mà, sao suốt ngày cô đánh tôi vậy? Xin lỗi chủ nhân, lần sau em sẽ chú ý. Chủ nhân, đây là ai vậy? Tôi là robot cao cấp, được gửi đến để thay thế cô. Chủ nhân, anh chán em rồi sao? Robot cấp thấp, không biết hôn như cô, chán là phải rồi, làm sao so sánh được với tôi? Vừa biết hôn, vừa biết... Chủ nhân, chỉ cần anh xác nhận đổi, từ bây giờ, em sẽ là robot của anh. Được. Không được. Nhìn thấy chưa? Bây giờ tôi cũng biết hôn môi rồi đấy. Chủ nhân, anh muốn đổi thì mau xác nhận đi. Ai cần đổi chứ? Tôi chỉ cần ăn thôi. Anh chỉ cần em giao. Đương nhiên rồi, em là tuyệt vời nhất. Này, em có thể hôn anh một cái nữa được không?